Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mới đây tại vùng Seongju thuộc phía đông nam Hàn Quốc, hàng trăm người dân Hàn Quốc đã tập hợp lại biểu tình phản đối việc triển khai và vận chuyển ngày càng nhiều bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ và Hàn Quốc. Những bệ phóng này được vận chuyển tới trong đêm khi Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đang có chuyến công du 2 ngày tới Nga. Đáp lại mối đe dọa của Triều Tiên khi chính quyền Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung vào hồi tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh tạm thời triển khai những phần còn lại của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ tiếp tục triển khai thêm 4 bệ phóng nữa vào khu vực Sejun, người dân nơi này đã đổ ra đường biểu tình phản đối trong đêm. Xung đột giữa lực lượng cảnh sát và lực lượng biểu tình đã xảy ra, hàng chục người biểu tình đã bị thương. Nhiều người cảm thấy bất lực khi họ không thể làm được gì để ngăn cản việc vận chuyển các thiết bị cho hệ thống THAAD. Trước đó, vào ngày 26 tháng 4, hai bệ phóng di động và các thiết bị khác của hệ thống THAAD cũng đã chuyển tới khu vực này vào ban đêm. Với sự hỗ trợ từ sáng kiến một vành đai một con đường, tính tới thời điểm hiện tại thì Trung Quốc đã vận hành được tổng số 5.000 chuyến tàu tới 12 nước và 32 thành phố tại châu Âu kể từ khi bắt đầu khai thác vào năm 2011. Đây là một trong những thành công lớn nhất của Trung Quốc trong nỗ lực kết nối đại lục với phần còn lại của khu vực Âu Á. Bắt đầu vận hành vào năm 2011, những chuyến tàu nhanh của Trung Quốc đã chạy qua nhiều tuyến đường sắt quốc tế, kết nối Trung Quốc với khu vực Trung Á và châu Âu. Tới thời điểm hiện tại, hãng đường sắt Trung Quốc đã mở được 52 tuyến đường tàu nhanh đi qua 32 thành phố của Trung Quốc, 32 thành phố và 12 quốc gia khác châu Âu. Tốc độ tăng trưởng trung bình năm đạt 152%, các chuyến đi khứ hồi đã tăng 352% mỗi năm kể từ năm 2014. Thực tế, những dịch vụ rẻ và nhanh là điều không thể thiếu được đối với nhu cầu của các thị trường lớn. Bởi dịch vụ hàng hải thì giá rẻ, song lại rất tốn thời gian và vận chuyển bằng hàng không thì nhanh, song chi phí lại quá cao. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ từ sáng kiến một con đường, một vành đai, ngành đường sắt Trung Quốc sẽ có cơ hội mở rộng dịch vụ tàu nhanh sang châu Âu và có thể tiến hành đàm phán mức phí cụ thể với từng quốc gia. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Liên Hiệp Quốc, thì số lượng người thiểu số Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy khỏi Myanmar nhằm tránh xung đột bạo lực, có thể lên tới con số 300.000 người. Hiện tại, thì nhiều nhóm cứu trợ đã kêu gọi quyên góp hàng triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp thực phẩm cho dòng người Rohingya tị nạn này. Những dòng người tị nạn khỏi Myanmar đã tăng lên nhanh chóng, ước tính khoảng 300.000 người. Những người tị nạn này thường vượt biên qua Bangladesh, tránh một cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng quân đội Myanmar và người Rohingya. Họ đốt nhà chúng tôi, họ buộc chúng tôi phải rời khỏi vùng đất của mình. Chúng tôi không thể tha thứ cho những điều họ đã làm. Vì thế chúng tôi phải bỏ đi và tới Bangladesh. Ước tính có khoảng 150.000 người Rohingya đã vượt biên bằng thuyền hoặc là đi bộ. Hiện tại phía Bangladesh đang gặp khó khăn lớn trong việc giải quyết vấn đề tị nạn Rohingya. Nhiều người tị nạn này không có lều trại để trú, nhiều người trong tình trạng suy dinh dưỡng và bị chấn thương. Hiện tại, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi các tổ chức và cá nhân gây quỹ từ thiện nhằm bổ sung thêm lương thực và lượng lương thực dùng để cứu trợ những người tị nạn đang dần thiếu hụt hiện nay. Lực lượng cứu trợ cho biết là họ cần thêm khoảng 13 triệu đô la Mỹ để mua những lương thực, thực phẩm cơ bản như là gạo, các loại bánh quy có hàm lượng dinh dưỡng cao để giúp cho người tị nạn duy trì được. Kể từ 2 tuần trước, sau nhiều vụ tấn công nổ ra, dòng người Rohingya tị nạn ngày càng nhiều tại khu vực biên giới Bangladesh. Trong số những người tị nạn, phụ nữ và trẻ em là những người đang phải đối mặt với những nguy hiểm rủi ro do tình trạng thiếu lương thực gây ra. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 chương trình. Xin mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với phần tiếp theo với những nội dung nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm sử dụng vé xe bus điện tử tại 34 trường học. 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.